Lan Anh và Ánh Minh xin kính chào quý vị đã đến với phần tin tổng kết trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên, mở đầu với Ánh Minh. Ánh Minh xin kính chào quý vị. Một em bé trai 3 tuổi ở thành phố Houston đã uống một cái chai Dr. Pepper. Và sau khi uống nửa chai, em này cất ở trong tủ lạnh, rồi mấy ngày sau đi tới uống nữa thì thấy một con chuột rất là to ở trong đó, thưa chị. Wow. Và người ông, em bé này đã thấy một con chuột, nó nói cái kích thước này khá lớn. Mà ông còn diễn tả là khoảng là 3 inch, một cái đuôi rất là to. Wow. Chắc chắn là cái hãng Coca phải không em? Dạ, hãng Dr. Pepper. Dr. Pepper chắc chắn là coi chừng nha, sẽ có những cái vụ kiện tụng sắp tới. Dạ, thì người ông này nói là không thể nào mà tôi mua về mà con chuột đấy đi vào sau khi mà mua về nhà được. Thì những cái người ở trong cái công ty nói là không thể nào mà công ty chúng tôi mà khi mà đóng chai là làm mà lại có chuột trong đó vậy. Thì bây giờ thì em bé đang khám sức khỏe coi có được sao không, nhưng mà vẫn đang trong quá trình điều tra. Wow. Thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua thì tại Oklahoma đã có một cơn lốc xoáy, tiếng Mỹ là tornado, diễn ra và đã gây thiệt hại cho ít nhất là 2 người thiệt mạng và rất là nhiều nhà cửa bị hư hại. Hiện nay thì các cơ quan chức năng đang làm việc rất là cực lực để giúp đỡ cho sự thiệt hại của người dân địa phương chịu ảnh hưởng của cơn lốc xoáy này. Và theo bản tin của dự báo thời tiết cho biết thì trong thời gian sắp tới sẽ có 18 cơn lốc xoáy xảy ra cho tiểu bang Oklahoma. Thật sự ra đây là những cái thiệt hại về thiên nhiên thì là cái điều không thể nào tránh khỏi, phải không anh Minh? Dạ, hy vọng là những cái cơ quan chính quyền có thể giúp được những người này về nhà cửa hoặc là trú trong cái thời gian tạm thời, chị ha. Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo, ở San Diego đã tổ chức cái Memorial Day để tưởng nhớ cho 184 người sau 9 thế kỷ vừa qua đã bị thiệt mạng vì đã làm việc ở trên những cái sửa đường. Và thưa quý vị, trong 184 người đó là có 19 người đã thiệt mạng trong lúc làm việc ở trên xây những cái cầu đường, ở trên những cái đường ở San Diego này. Sửa chữa cầu cống hoặc là đường phố, đó là những người mà chúng ta rất là cần. Dạ đúng rồi chị, thì cái tin này cũng giúp cho chúng ta cảnh giác hơn khi mà lái xe, đặc biệt là lúc mà người ta đang sửa đường. Tại vì sửa đường thì mình hay bị kẹt xe, mình hay bị hơi bực mình một chút, nhưng mà mình cũng nên chú ý là chạy chậm hơn, tại vì những cái người này, những cái hành vi lái xe của mình có thể ảnh hưởng đến những cái người làm việc. Tin từ Washington DC, tuần lễ vừa qua Tổng thống Barack Obama đã chính thức ký một sắc lệnh để công nhận bò rừng Bắc Mỹ, có nghĩa là bison, là một loại động vật có vú tiêu biểu đầu tiên của quốc gia Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, bison là loại động vật có vú lớn nhất của Bắc Mỹ hiện nay. Một con trưởng thành có thể nặng đến 1 tấn. Vân Anh được đến với thành phố Yellowstone thì thấy là bison đi ở ngoài đường như vậy nè, đó là những con vật rất là lớn. Và cái sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama cho thấy là Hoa Kỳ lúc nào họ cũng chú trọng đến việc bảo vệ những con vật mà đặc biệt là những vật mà sẽ có nguy cơ quý hiếm hoặc là sẽ có nguy cơ bị dịch chủng, phải không anh Minh? Đúng rồi. Mà em nghe nói con vật này cũng lớn như vậy mà cũng nhanh lắm đó chị. Ồ, chạy rất là nhanh đó, phải không? Đúng rồi anh Minh. Đến từ phi trường Chicago, 3 người phụ nữ đã bị bắt vì tội đã đưa thuốc phiện vào phi trường này. Và cái thuốc phiện này trị giá lên tới là 3 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Và 3 người phụ nữ này tên là Payang, 57 tuổi, Mai Khuê Vang, 58 tuổi và Chu Thao, 52 tuổi. Những người này đã đáp vào phi trường Chicago từ Lào hoặc là từ Nhật Bản. Cho những cái bọc thuốc phiện này mà chỉ biết những cái người này á, bỏ vô những cái bọc trà, những cái bọc lá trà, rồi họ đưa qua cái phi trường này giống như là một cách là che giấu những cái thuốc này thì đã bị bắt. Và cái tội này rất là tội trọng tội. Chúng ta thấy là càng ngày những cái hành vi mà để giấu thuốc phiện, để mà di chuyển thuốc phiện ra ngoài, họ rất là tinh vi. Tuy nhiên tinh vi tới cỡ nào cũng sẽ không qua khỏi cặp mắt của chính phủ, phải không? Dạ đúng rồi, mà không biết có đáng hay không, cái này chắc em nghĩ chắc nó được ở tù lâu lắm chị. Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi của Ánh Minh đã kết thúc phần tin tổng kết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Kính chào quý vị.